Xin chào tất cả cô bác anh chị và các bạn. Video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cô bác anh chị chúng ta phòng và chữa các căn bệnh nó xảy ra trên cái lá của cây hoa hồng. Đấy, cô bác anh chị có thể thấy được em có những cây hoa hồng nó có cái bộ lá cực kỳ đẹp cô bác anh chị. Em chơi hoa hồng là chơi hệ lá mà cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy chưa? Đấy, chơi hoa nhưng mà lại chơi ở hệ lá. không có hoa, cây không có hoa. Đấy, cô bác anh chị này, lá này. Đấy. Chưa? Lá cả. Gần như nó không có lá vàng đâu các anh chị nhá. Các anh chị thấy không? Đấy, cây nào cũng vậy. Này. Bởi vì đối với em ấy, khi em chơi hoa hồng ấy là em sẽ rút ra được một cái bài học như này, là tất cả các bộ phận nào cũng cần phải bảo vệ, nhưng cái lá của hoa hồng ấy là chúng ta phải bảo vệ nó đầu tiên, tức là phải tập trung bảo vệ nó là cái trước nhất. À, quên đi cái việc là chúng ta bón cái phân gì cho cây đã. Bởi vì nếu chúng ta bảo vệ được bộ lá thì chúng ta sẽ làm được mọi thứ về sau. Bởi vì thực tế nhá các bác chị nhá, thực vật nói chung và cây hoa hồng của chúng ta nói riêng ấy, nó tồn tại, nó sống được ấy, là do cái sản phẩm của quá trình quang hợp, tức là quá trình tổng hợp CO2 với nước để tạo ra được một cái chất người ta gọi là chất đường. Cây nó sẽ tích ở dưới dạng tinh bột. Ban ngày thì cây sẽ gom CO2 vào nước để tạo thành một cái chất gọi là chất đường. Ban đêm thì cây sẽ hô hấp lấy oxy vào và thực hiện quá trình oxy hóa, tức là đốt cháy cái chất đường đó, lại giải phóng ra CO2 vào nước. Đấy, nó ngược lại với cái quy trình ban ngày. Quang hợp là gom lại, còn quá trình hô hấp là gì? Tách nó ra. Lúc này quá trình hô hấp là sẽ dùng oxy để tách CO2 với nước riêng ra. Vậy thì trong cái quá trình hô hấp ấy các anh chị, để tách ra ấy, nó sẽ tạo ra được một cái năng lượng rất lớn. Và chính cái năng lượng đó mới giúp cái cây của chúng ta nó sống được. Chứ không phải là cái LPK bón vào để cho cây chúng ta sống đâu các anh chị. Cái LPK hoặc là tất cả những cái thành phần dinh dưỡng mà bón vào cho cây ấy, thì cây lấy lên ấy, là để xây dựng lên được một cái cỗ máy phục vụ cho quá trình quang hợp, để gì? Để tổng hợp cái năng lượng từ ánh sáng mặt trời ấy, thì cây mới có thể sống được. Bởi vì carbon, hydro, oxy, liter, magie đúng không ạ? Cây hút lên để làm gì? Để xây dựng ra cái diệp lục, chứ không phải là để phục vụ cho cái hoạt động sống của cây. Hoạt động sống của cây là do gì? Là do cái CO2 nó kết hợp được với hydro với nước hay không, chứ không phải là do mấy cái chúng ta bón vào. Vì vậy nếu không có lá nhá các bạn chị nhá, nếu không cây không có lá, cây hoa hồng chúng ta nó không có lá thì nó sẽ không kết hợp được, tức là nó không có khả năng quang hợp thì nó sẽ không kết hợp được CO2 với nước, nó sẽ không tạo ra được một cái gọi là tinh bột đường. Từ đó sẽ không có gì quá trình đốt cháy oxy hóa để giải phóng năng lượng. Vì vậy là gì? Cây chúng ta nó chết. Vì vậy cái quan trọng nhất đối với sự sống trên trái đất đó là phải bảo vệ được các loài thực vật. Bởi vì sao? Tất cả các sự sống trên trái đất này chúng ta có sống được hay không ấy, là nhờ vào cái sản phẩm của quang hợp này, là nhờ vào cái bột đường của cái cây này nó quang hợp được ra ấy các anh chị. Đấy, vì đây này, đây là nguồn gốc của sự sống này. Chúng ta sống được cũng là do cái cây này nó quang hợp được các anh chị. Còn nếu không có quá trình quang hợp thì sự sống trên trái đất này sẽ gì? Dập tắt. Chúng ta cứ bảo chúng ta ăn thịt bò để chúng ta sống, nhưng bò đã ăn cỏ. Vậy thì nếu không có cỏ thì bò chết thì người cũng chết theo thôi. Đấy gọi là gì? Chuỗi thức ăn các anh chị nhé. Vậy thì cái lá này chúng ta cần phải bảo vệ trước nhất luôn. Vậy thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho các anh chị một số cái bệnh hay gặp phải ở trên cái lá hoa hồng. Nó còn có những cái bệnh như là gì? Lấm đốm đen này, rỉ sắt này, thán thư này, phấn trắng này. Riêng cái bệnh thán thư rất nhiều các anh chị hỏi. Hôm nay em sẽ tách riêng cái ảnh ra để cho các anh chị nhìn cho nó rõ. Đấy là bốn năm cái bệnh mà nó hay gặp trên cây hoa hồng nhất. Vậy thì để làm sao để phòng và trị được những cái bệnh này thì các anh chị lưu ý nhé. Những cái bệnh đó nó thuộc liên quan đến vấn đề gọi là lấm. Lấm thì nó hợp với cái môi trường ẩm ướt hoặc là tối tăm. Nên cái cây hoa hồng của các anh chị mà muốn nó không bao giờ nó bị hoặc là nó ít bị những cái bệnh đó thì các anh chị phải để nó ở những cái nơi thông thoáng. Mục đích thứ nhất là nó tránh cái nơi có độ ẩm thấp. Độ ẩm cao các anh chị nhé. Nó vừa lấy được nhiều oxy, thông thoáng thì nó vừa lấy được nhiều oxy. Ánh nắng mặt trời chiếu vào nhiều thì cây sẽ gì? Ít bị lấm, bởi vì lấm nó phát triển ở trong môi trường thiếu sáng là chủ yếu. Độ ẩm cao, đấy. Vì vậy là chúng ta phải tạo cho cây hoa hồng nó một cái môi trường như vậy. Rất nhiều các anh chị chúng ta chữa lấm hoặc là chữa các bệnh trên lá nó không được, bởi vì là cái môi trường các anh chị không dọn cho nó sạch. Có nhìn thấy chưa? Đấy, mặc dù em để ở đất nhưng mà cái nền đất của em ấy nó rất là sạch cỏ các anh chị thấy chưa? Đấy.
đấy, nó sạch cỏ như vậy. Vì vậy là cái lá hoa hồng của em ít khi nó bị lấm lắm, hoặc nó bị các bệnh về lá lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Khi mà bị bệnh thì có anh chị cần phải, nếu chữa thì có anh chị cần phải loại bỏ tối đa những cái lá mà nó bị bệnh đi, để hạn chế cái ổ bệnh. Sau đó thì có anh chị sẽ sử dụng cái sản phẩm để bảo vệ lá. Vậy thì để bảo vệ được cái lá hoa hồng ấy, thì đối với các bệnh trên lá, phần lớn nó phát sinh ra nhiều là do môi trường, thứ hai là do cái chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng của anh chị không biết cung cấp những cái sản phẩm mà giúp cây có thể chống lại được những cái bệnh tật của nó. Ví dụ như là những cái sản phẩm mình phân bón nhiều lân hoặc nhiều kali, nó sẽ giúp cho cái lá này nó dày lên. Vì vậy là cái sự phát sinh của lấm hoặc là của sương mai phấn trắng thì nó cũng sẽ kém đi. Và những cái thành phần vi lượng như kẽm. Đấy, kẽm thì nó sẽ giúp cho cái bộ lá của cây này nó chống được với cái bệnh vàng lá và cái bệnh lấm. Đấy, vì vậy là về dinh dưỡng là các anh chị cần phải bổ sung cho em đầy đủ những cái thành phần đó. Thế còn phun thuốc thì các anh chị phải nhớ là chơi hoa hồng là chúng ta phòng bệnh, chúng ta không chữa bệnh. Bởi vì nếu chữa bệnh thì nó mất thời gian, mà cây chúng ta sau khi chữa khỏi được cái phục hồi nó rất là lâu. Hai sản phẩm này em sẽ giới thiệu cho các anh chị này. Thứ nhất là Mancozet xanh, hai là Anvin. Các anh chị thấy chưa? Hai sản phẩm này sẽ giúp các anh chị phòng và trị được cái bệnh tất cả các bệnh trên lá hoa hồng. Nó không liên quan gì đến dinh dưỡng nha các anh chị nhé. Những cái bệnh không liên quan đến gì đến dinh dưỡng, tức là các bệnh nó liên quan đến lấm ấy, thì sẽ có hai cái sản phẩm Mancozet xanh và Anvin. Thì cách dùng thế nào? Đầu tiên ấy, tức là một chu kỳ hoa nhé, cứ tầm khoảng từ 15 ngày, trung bình khoảng 15 ngày các anh chị sẽ phun bảo vệ lá một lần. Tức là trong quá trình chúng ta phun ấy, đây là các anh chị này, nó dính trên nhà thì chúng ta tưới nước dần dần thì nó sẽ gì, nó sẽ trôi đi. Vì vậy khoảng 15 ngày các anh chị lại phải bổ sung lại để chúng ta bảo vệ lá. Để phun thì đầu tiên các anh chị sẽ sử dụng Anvin. Anvin để gì? Để giúp cây hấp thụ bên trong. Anvin này thì nó trị cái bệnh phấn trắng. Bởi vì trên hoa hồng ấy, cái bệnh phấn trắng nó xảy ra ở trên cái ngọn non này các anh chị này, nó rất là khó xử lý. Vì vậy là Anvin nó sẽ hấp thụ bên trong, rồi nó theo nhựa cây nó lên để nó xử lý cái thằng phấn trắng. Vì vậy là Anvin nó chữa được tất cả các bệnh lấm trên cây hoa hồng, nhưng nó mạnh nhất về phấn trắng các anh chị nhé. Vậy thì khi các anh chị chúng ta muốn bảo vệ cái lá hoặc là chữa bệnh cho bệnh lấm trên cây hoa hồng ấy, thì các anh chị sẽ sử dụng Anvin trước. Anvin là gì? Kết hợp với thấm sâu, các anh chị phun ở trên lá này để cho cây hấp thụ ở bên trong. Đấy chưa? Đấy, xong khoảng 2 ngày sau thì các anh chị sẽ sử dụng Mancozet xanh. Các anh chị phun phủ một lớp trên bề mặt, hoặc phủ cả trên cả dưới bề mặt lá cho em. Đấy. Chỉ cần làm như vậy thôi nhé các anh chị nhé. Nếu mà cần thiết thì các anh chị có thể phủ thêm một lớp nữa. Nếu coi gì? Nếu coi cái lá này các anh chị này là một bức tường thì Anvin là sơn lót, còn Mancozet là sơn phủ. Tức là chúng ta muốn sơn một bức tường làm sao cho nó bền, nó chắc chắn, đúng không ạ? Tức là cái loại sơn đó sẽ bảo vệ được cái bức tường đó, thì chúng ta sẽ phải gì, lót một lớp Anvin, xong đó thì chúng ta sẽ phủ Mancozet lên. Phủ thì có thể phủ một lần hoặc phủ hai lần, được chưa? Đấy, và cứ 15 ngày các anh chị phun ra như vậy một lần. Và chú ý là tỉa cây làm sao cho nó thông thoáng, mặc dù nó rất dày lá nhưng bên trong này các anh chị này rất là thông thoáng, các anh chị thấy chưa? Đấy. Nếu các anh chị phủ được như vậy cả mặt trên mặt dưới nhá, mà nó bám được như vậy này, thì vĩnh viễn cây này không bao giờ bị lấm. Không bao giờ bị lấm các anh chị. Đấy. Nếu mùa thu chuẩn bị đến này, nó có tính lồm mưa nhiều này, thì các anh chị phải lưu ý là các anh chị phải phun Anvin để phòng và trị cái bệnh phấn trắng. Tất cả những cái sản phẩm này các anh chị lên pha với cái sản phẩm thấm sâu. Thấm sâu thì nó sẽ thấm lên được những cái lá này và nó đưa sâu vào bên trong. Đấy, từ đó mà nó sẽ lưu dẫn để nó chữa những cái bệnh trên chồi non. Và chồi non khi chúng ta phun thuốc mà nó hay bị trượt. Và đặc biệt cái bệnh phấn trắng nó xảy ra trên chồi non này là nguy hiểm, bởi vì là nó phát sinh ra rất khó xử lý. Vì vậy để cho an toàn nhé, thì các anh chị sẽ phun hai cái sản phẩm này, Mancozet xanh các anh chị nhá, và phấn trắng. Phun phấn trắng trước, xong đó 2 ngày các anh chị phủ Mancozet xanh lên cho em. Phủ một lần hoặc là hai lần, tùy. Nếu các anh chị sợ, các anh chị phủ hai lần. Phủ hai lần thì em nói các anh chị chỉ nhìn thấy cái xanh xanh của thuốc lấm thôi, chứ còn cũng chưa chắc đã nhìn thấy cái lớp xanh xanh của lá đâu. Đấy, vì vậy là lấm nó không có cơ hội gì nó tấn công cái lá của chúng ta cả. Và quan trọng nhất về dinh dưỡng, các anh chị nên bổ sung cho em lân, kali và đặc biệt là kẽm. Kẽm thì có trong cái gói vi lượng ấy,
rất nhiều trong cái gói vi lượng em chia sẻ với các anh chị rồi. Thì lá của các anh chị hoa hồng lúc nào nó cũng cứng này, nó dày, lá dày thì ít bị lấm các anh chị nhá. Này, lá nó dày như vậy thì nó ít bị lấm này các anh chị này. Đấy, bóng lừ. Đây có cái lá vàng đây. Đây, cái này là xuất hiện đây, lấm đốm đen đây các anh chị. Thế nhưng mà phun thì nó chết luôn này các anh chị này. Nó không lây ra cho các lá khác. Một cây lớn như vậy thì chắc chắn nó phải, tức là lá già thường khi nó chết các anh chị, thường nó chết thì nó phải xuất hiện lấm thì nó mới rụng. Tuy nhiên là khi chúng ta phun phòng được như vậy rồi, chúng ta phủ lên như vậy rồi thì nó sẽ chết luôn chứ nó không lây. Đấy, còn không bình thường là nó sẽ lây các anh chị nhé. Đấy. Đây. Đấy. Khi mà cung cấp đủ thì lá nó cứng, nó dày, nó cứng lắm các anh chị. Các anh chị thấy chưa? Đấy, lá non cũng cứng đơ rồi. Và video hôm nay em xin phép dừng lại đây thôi. Có anh chị mà cần hỗ trợ mua sản phẩm thì các anh chị có thể liên hệ với em qua cái số Zalo trên màn hình nha. Xin chào tất cả các anh chị.